Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại Begin Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ngon. Lâu lắm rồi mới thấy lại con này các bạn ơi. Trước thì cũng nhiều anh em hỏi nhưng mà tìm mãi chả thấy con này đâu cả. Hôm nay thì lượng vô tình thấy em nó rồi. Ngon. Con này tên gốc của nó tên gì giờ em chả nhớ luôn các bạn ơi. Ôi có vé nạp luôn. Ôi vừa vô có vé nạp luôn bầu ơi. Ôi VIP 28 30 luôn các bạn ơi. Nhận quà nạp luôn. Wow. Ngon. Ôi quà nạp đầu luôn bầu ơi. Nhận quà nè hả. Rồi, ôi, nạp đầu luôn. Một đống phần quà giá trị. Ok, link để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Nay chúng ta đến với con thiên lôi gì đây nè. Địa hỏa, thiên lôi địa hỏa. Ok, có vô cái là nhận được quà nạp đầu liền luôn nha anh em ơi. VIP 30, level 100 mấy luôn. Full bà nữa rồi. Giờ chỉ là chạy nhiệm vụ nâng đồ lên thôi. Hero, Heris gì nữa. Ôi. Ôi, đúng chất ta luôn. Ta đang tính mở nữ. Ôi, hai nữa, hai chị nữ. Ok. Link hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Ôi, nhưng mà sao không giết được con nào hết vậy. Đồ 8. Ủa sao mấy cái này mở hết rồi. Ơ kìa. Ủa. Ôi lâu quá không chơi con này các bạn ơi. Tính ra chắc cũng gần cả năm rồi đó chứ. Cả năm 6 tháng gì đó chứ. Nói chung là thời gian lâu lắm rồi. Nếu không có vào con này chơi luôn á. Ôi. Đây thời trang nè. Ôi thời trang nhiều quá. Để coi bản này là bản thời trang mới không. Ok, bản này là bản mới chứ không phải bản cũ ngày xưa nha. Đó. Hay đồ say 2 đồ nè ha. Ok. Wow, cánh luôn. Cái này không có hả? Ôi nó kẹt mẹ nó rồi, F5 lại nào. Ôi đây có code nè, Tân Hữu 12345. VIP 30 BMW. Level kim nguyên bảo cái kiểu. Wow. Ê, đến cái thông tin server cái nha. Đây có fanpage nè. Nhưng mà cái fanpage này nó chưa có bài mới. Mới đi xin thông tin nè đây. Đây thiên lôi địa hỏa chính thức ra mắt server 2 10 giờ ngày 5 tháng 2 2024. Chơi game tại thiên lôi địa hỏa .com. Free VIP 30 BMW. Này là bao nhiêu đây? 9.999.999 kim nguyên bảo. Level 101. Có Tân Hữu nè. Tính năng hot. Skin đẹp thời trang hấp dẫn. Skill đẹp thời trang hấp dẫn ha. Săn boss rơi hẻ nè. Full 100% tính năng mới. Danh hiệu VIP nạp tặng danh hiệu XXX số hả? Game cày cuốc BK phiên bản 2024 độc nhất tại Việt Nam. Hỏi máy đi ngủ nhận đồ VIP long tinh lai xe. Nhận gì? Ma tí giới chỉ. 300 vé giả ngoại boss. 300 vé hần vật đá đổi thời trang 30.000. Lưu ý mỗi tài khoản chia sẻ gì nè. Nhân 2 phần hưởng nè. Ok, rất nhiều. Ôi, nhận danh hiệu 14 số luôn. Wow, ok đấy. Này coi nhập code ở đâu ta. Giờ mấy cái game giờ là nhập code ở ngoài nè. Để coi. Ok. Không phải, đậu xanh đó. Rồi, vậy là nhập code trong game rồi. Phúc lợi thông báo mã kích hoạt.
rồi, hình như là đúng rồi, nhập có trong game các bạn ơi, thời trang luôn, trời ơi, đúng như ngày xưa mình chơi luôn nha. Ok rồi, cái mình bỏ cái số 1 mình thay bằng số 2, số 2 trước đi, số 2 xong rồi mình bỏ số 2 mình thay bằng số 3, tới số 5 là hết đúng không, số 4 rồi, số 5 rồi, ra nhận 4 túi quà nào, đủ 4 túi nha. À, đó đang đồ rồi, BMW luôn. Cái BMW này cho lực chiến nhiều lắm nha. Ủa, đây đây đây, nó trên này nè. Đó, một phát một là lực chiến lên là mầm liền. Ok. Rồi rồi. Ơ, à, quên nữa. Thời trang, cái này là thời trang, là bản này là thời trang, là lực chiến cũng nhiều lắm á. Cho mấy con này nó đi. Ok, kích hoạt nè ha. Đó. Vũ khí, đây vũ khí luôn. Kích hoạt luôn. Rồi cánh, cánh nằm ở đâu ta? Đây đây có hai cái cánh. À, lấy cánh này đi. Ok, ui cánh nhiều số nha. Thiên này này nọ không có nè hả? Thuật đồ này nọ, thiên thư. À, đây danh hiệu nè các bạn, danh hiệu ít số nè hả? Đây đây đây, ui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hả? Ui 18 là tỷ tỷ. Ui 8 tỷ tỷ lực chiến. Ui nghe cái nó sao sao ấy nhỉ. Hết hồn con tròn. Ui bảo vật đồ này nọ, chiến văn đồ hả? Chuyển sinh hả? Trời ơi chuyển sinh liền chứ. Ok đây, khoan từ từ, giờ chơi mấy game này. Ôi 1000 rương thôi, hỏi mở đi, tính vô tao mở rương, nhưng mà nhìn lại 1000 ô thì từ từ đi, chưa tới nổi nào đâu. Ok, ủa cái này cái gì vậy ta? Vinh quang, quang vinh gì đây, à, không biết chỗ mở cái đó các bạn ơi. Ồ ở đây còn nè. Ồ skin còn. À, để coi đây. À. Ok, kích hoạt nè. Đó, thần binh, vậy là nó sẽ còn ở đâu trong này. Ok, đây. Đó. Rồi, cánh. Ok. Đây, lấy cánh này liền. Trời ơi, hợp lý liền anh em ơi. Đó, rồi chuyển sinh luôn. Trời ơi, một đống luôn, chuyển sinh 18 luôn. À, rồi giờ chạy lên cao cao rồi đi lụm con boss thôi chứ nói năng gì nữa giờ đúng không anh em. Ok thôi ngon lành đó, cường quá luôn. Ok đó, rồi lên nãy cũng cao cao rồi nè các bạn ơi, rồi để đi đánh boss cái nha. À, thường là boss hần vật đúng không? Hình như là hần vật là ngon nhất. Để tôi vô tôi coi hần vật. Ôi có vé đợi luôn. Wow, ngon. À, hần vật có vé đợi nạp nha anh em ơi. Rồi để coi bí cảnh. Ok, bí quá hiền quá liều. Trong này có ông nào ăn không? Không. Một mình một động. Ok. Ôi ôi trâu bò rồi. Ôi lùi ra. Ôi, sao bí cảnh nó chua vậy ta? À. À có ông lụm mẹ nó mấy con dưới này rồi. Rồi con này chắc cũng à vậy là chắc bí cảnh rồi quá. Nào ở đây hần vật boss nhà hả? Nào để ta khiêu chiến boss nhà luôn ha. Vậy là chỉ có cái hần vật là nó hơi hơi mệt mỏi tí thôi anh em ơi. Rồi ở đây vé đợi nạp nữa nè hả? Ok. Nào boss bí cảnh để coi mười mấy giây nữa. Ồ để coi mười mấy giây nữa cái mình lụm ở đây coi nè. Ôi, còn lâu thế. Không biết là ở đây có thời trang hay không nữa.
Nhiều chỗ là ở dưới này nó có thời trang nha. Nào để coi. Ok. Rồi nó cũng y chang kìa các bạn ơi. Rất khó để mà ăn được ha. Săn boss thì chúng ta sẽ nhận được vé tệ nạp ha. Đâu rồi, vé tệ nạp. Đá đồ này nọ. Ôi, có cái cái này hình như đi đổi thời trang đồ được á. Này gì đây? Đổi trang bị. Đây vé tệ nè ha. Đây nhận được 500 VIP kinh nghiệm nữa nè. Đó, 5 tệ được 500 VIP kinh nghiệm. Vậy là được 1.500 rồi đó. Ôi. Dạ, đánh con này hơi lâu các bạn ơi. Ủa mà vậy sao mấy ông kia ông đánh lẹ dữ ta. Nè, ông đánh ăn hết rồi nè. Ôi ơi. Có thể đánh đâu. Mấy ông kia cũng lụm hết rồi. Ôi, boss 100 cũng có người lụm luôn rồi nè. Hay. Rồi, vô phúc lợi nè ha. Cái này nhận vết để nạp qua ngày các bạn ơi. Rồi, tìm tầm bảo hạn giờ. Không. Này đánh, rồi hần khí. Rồi VIP. Ô, VIP ở đây một đùi nữa nè anh em ơi. Ok. Rồi, ok luôn. Hoạt động tích nạp các bạn ơi. Tích nạp còn cái này tích mua, tích vòng quay rồi vậy nè. Ok. Rồi. Rồi gì đây? Tiệm không, cái này tầm bảo đồ không à, quay đồ không à. Đây đổi đồ nè các bạn. Vũ hần gì đó, đổi đá. Cái này phát lì xì. Ở dưới này đổi quà. Ủa, nhưng mà còn cái viên ngọc rồng kia là để đổi quà ở đâu ta? Nè đây nè. Ô hay. Đây nè. Chuyển sinh hay. Ok, nhận được Long Châu rồi nè. Trang bị 6 trang. Ủa. Không, vậy là chắc là nó là cái viên đó là để cường quá hả ta? Hay cái gì đây? Thời trang nè. Chỗ này heo không có thấy. Cái cánh hay là cái gì ta? Cánh thì cũng hết rồi. Sao nó báo là trong này có ta? Ok. Đây. Tăng cấp lên được nè anh em ơi. Tam tinh Long Châu. Chúng ta có thể nâng cấp bằng cái tam tinh Long Châu đó các bạn ơi. Ok, rồi cái này nhất tinh Long Châu. Ok, đã đủ cấp. Ok. Rồi cánh nó nằm ở trên. Ôi, lực chiến là 1.000 tỷ luôn. Ok, khoan, từ từ. Đây, con này nó chưa có cánh nè. Đó, kích hoạt cho nó luôn. Ok. Rồi, thì cái này anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu ha. Đó, link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đây, ui. Hạt tớp nè. Đó, ui, nhiều cái thời trang đẹp ghê chưa. Đó, quá trời luôn. Top 1 tu le. Ok. Ủa, con này nhìn đẹp đấy chứ. Ok. Top 3 nè, đó. Một set nhà vua, 2 set nhà vua, 3 set nhà vua luôn hả? Trời ơi, top 4 cái nữa rồi up nè. Ok, ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.